Xin chào các bạn. Ở những video trước thì tôi đã giới thiệu đến các bạn mẫu âm ly nghe nhạc Cyrus One của Cyrus Audio. Trong line sản phẩm One Series của Cyrus Audio thì bao gồm là 3 mẫu âm ly và một mẫu loa bục xèo. 3 mẫu âm ly của Cyrus thì bao gồm là Cyrus One, Cyrus One HD và Cyrus One Cast. 3 mẫu âm ly này nhìn qua thì khá là giống nhau, cùng là 100W một kênh, kết nối không dây Bluetooth, đều sở hữu mạch âm ly tai nghe cao cấp và tất cả thì đều được tích hợp là cổng Phonobox. Ba mẫu âm ly này thì đều có công suất tiêu thụ điện là 750W như những chiếc âm ly cỡ lớn vậy. Nhưng mà chỉ giống nhau về cơ bản vậy thôi. Mỗi mẫu âm ly này thì đều nhắm tới mục đích và nhu cầu sử dụng của người chơi. Cyrus One thì các bạn đã biết rồi. Tiếp đến đó là mẫu Cyrus One HD thì được tích hợp thêm một bộ giải mã cao cấp cho phép người nghe dễ dàng kết nối từ máy tính, TV, thậm chí là bất kể một nguồn phát âm nào mà chứa nội dung âm nhạc qua bộ giải mã này. Nhân vật mà ngày hôm nay tôi muốn nói đến đó là mẫu âm ly Cyrus One Cast với mức giá là đắt nhất trong 3 mẫu âm ly thuộc line sản phẩm của Cyrus One. Cyrus One Cast thì ngoài chức năng như là Cyrus One thì nó được trang bị thêm các kết nối không dây cao cấp nhất hiện nay như là Google Chromecast, cho độ phân giải cao, có khả năng xử lý những tập tín hiệu là 24bit 96kHz và AirPlay. Ngoài ra thì cổng kết nối HDMI ARC với TV cũng sẽ khá là thú vị, biến hệ thống âm thanh trong trung tâm giải trí tại ngay căn phòng của bạn. Hệ thống mà hôm nay chúng ta sẽ phối ghép thì bao gồm có âm ly nghe nhạc Cyrus One Cast và hai cặp loa, đó là Audio Vector QR5 đến từ thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Đan Mạch Audio Vector với mức công suất là 280W và trở kháng 4 ohm. Tiếp đó là mẫu Q Acoustic Concept 50 đến từ thương hiệu âm thanh Q Acoustic của Anh Quốc với độ nhạy là 90.5 dB và trở kháng 6 ohm. Mức công suất được khuyến nghị để cặp loa này thể hiện hết được ưu điểm của nó dao động ở mức là từ 50 đến 150W. Q Acoustic Concept 50 thì đây là mẫu loa mới được thương hiệu âm thanh Q Acoustic trình làng. Nó thừa hưởng những cái ưu điểm trong thiết kế của người đàn anh Concept 500 cộng thêm với các cải tiến nhằm mang lại chất lượng âm thanh high-end thực sự và với giá tiền thì rất là hợp lý. Cả hai cặp loa này thì lần lượt là đều có mức giá đắt gấp rưỡi và gần gấp đôi so với lại âm ly, lần lượt là 62.990.000 cho mẫu Concept 50 và 59.990.000 cho mẫu QR5. Phối ghép thông thường theo kinh nghiệm thì thường theo logic thì truyền thống thì là tiền âm ly và tiền loa sẽ phải tương đương với nhau. Hay hơn nữa thì âm ly càng đắt so với loa thì tiếng càng tốt. Nhưng mà với Cyrus One thì với công nghệ độc quyền SID, tự tìm trở kháng và nguồn điện cấp riêng ổn định cho công suất ra lớn, chúng ta sẽ thấy được cái khả năng kiểm soát các cặp loa lớn ở Cyrus One sẽ gây ngạc nhiên lớn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức và trải nghiệm hai dàn âm thanh này nhé. I see skies of blue,
clouds of white, the bright blessed day, dark say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really the same. Oh,